Hello, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay là 24 rồi anh em ơi. Đã sắp tới là Noel rồi đó. Và tối nay là không biết là mọi người có đi chơi với người yêu hay là với người thân hay là với bạn bè hay là đi chơi một mình. Lễ lôi anh em ơi. Đó, và bây giờ mình sẽ làm xong clip này và cũng đi chơi thôi mọi người ơi. Noel mà. Ở nhà làm gì? Trời ơi, cận này đông vậy. Hai cái team kia nhảy ở đâu bên kia đó anh em ơi. Trời ơi, còn chạy ra bên ngoài. Xuống đảo này mà chạy đi đâu? Một là sống hay là chết thôi chứ đừng chạy làm sao mà có đường hả mấy bạn? AK luôn. Đây nữa nè. Một bạn áo đỏ. Chạy hả? Ông nào táp LR bên này. Táp LR ăn hiếp nè, nhặt được cái súng thôi mà táp dữ vậy ba. Đó, táp hả? Ông kia làm gì đó? AK nữa à. Trời ơi sướng anh em ơi. Nhảy xuống có súng bắn đúng sướng luôn á. Điện chào bên trái đây. Bên trái bên phải. Cứu xong ông kia rồi hả? Hai thanh niên. Ngó ngơ cái gì bên kia? Còn là ông kia nữa anh em ơi. Ơ, một bạn nữa nè. Mình nóc nhiều quá bò tùm lum hết. Này thì đi đâu đây? Đi đâu đây hai bạn? Còn tiếng súng. Có tiếng trăng luôn bên trái luôn. Đó, thanh niên cầm UMP bắn kìa. Từ từ, để mình lấy súng cái đã nha. Ơ, gì đây nữa đây? Ông nào đây? Ngon liền. Gạt giò ha. Nóc nhưng mà tính gạt giò anh em ơi. Đây nè, để mình gạt giò dùm cho. Trời ơi, 10 kill chẳng luôn anh em ơi. Thơm luôn. Nhảy xuống đảo này bắn được 10 kill. Việc nhẹ lương cao. Chắc tầm được 2 phút á. 2 phút 10 kill. Tuyệt vời ông mặt trời. Ô, còn tí chăng. Bên này 11 kill à. Tưởng clear rồi chứ, đây nè. Hello. Ông này trốn ở đâu bây giờ lên vậy? Chạy hả? Chạy gì nữa bạn ơi? Đâu rồi? Chạy. Ơi chạy nhanh vậy. Kêu chạy cái chạy luôn anh em ơi. Làm sao? Ôi, lại dòng sang bên trái. Thích đánh võng hả? Mà thích đánh võng đúng không? Lạng lách à, Messi hay sao? Có Ronaldo đây nè. Ơ, làm gì? Này thì nhây nè. Chết tới nơi rồi, cầm cái M16 mà cứ trốn qua trốn lại anh em ơi. Ok, như vậy là clear khu đảo băng rồi. 11 kill cho đảo băng anh em ơi. Giờ mình loot tí đồ rồi mình đi luôn nha. Đi săn người anh em ơi, còn 70 người kìa. Bo lên school kìa. Giờ đây mình hy vọng là có xe ở bên ngoài nha. Sợ nhất là không có xe bên đường á. Khu này có mấy cái ông nhảy bên nhà đối diện mình này anh em ơi, Ferryber đó. Nhảy bên đó xong rồi cam bên đảo. Đút đồ búi trời bên đảo xong cái qua hiến cho móng này hết à. Nhưng mà trận này không thấy ai. Ok đi anh em ơi. Ơ kìa, ông chạy nè. Đó cũng có thanh niên. Ôi nằm. Nằm nè. Này thì nằm này bạn. Có đồng đội ở sâu không? Sợ là có cái ông ở sâu anh em ơi. Mà hình như là ông này đi lấy một mình. Đi một mình phải chạy bộ nè. Chắc là đi lấy xe rồi. Kệ, quăng sờ móc cho an toàn. Trời ơi, boss kìa. Đâu rồi? Một con boss hả? Ngon luôn anh em ơi. Ship cho hai cái băng đạn xịn X3 luôn. Đó. Quân cái đảo băng nó bay. Nó không có scope anh em ơi. Súng thì được. Có trận có AK, có trận có 14. Nhưng mà scope thì chịu. Không có trận nào có scope hết. Rồi đi. Cái bẫy mà bánh xe này mình chưa dùng lần nào đó. Kiểu như là chưa dùng vô địch lần nào. Chứ còn quăng ở ngoài đường cho vui thì mình quăng hoài. Đi thôi. Bọn này là phải vô chiến kia anh em ơi. Tìm thì mới có người. Ôi, thanh niên đứng trên nhà bắn kìa. À, hai team bắn nhau rồi xong. Ông Trung Quốc bị thanh niên luôn ZZZ cầm bizon sấy bế rồi anh em ơi. Mãi giờ mà ở đây có chưa bao combat xong hay sao á. Leo lên mấy nhà thử đi. Ôi, rớt rồi kìa. À, con bắn nhau luôn kìa. Vậy thì mình lên luôn anh em ơi. Rồi, ông rớt team phone và giết cái ông ZZZ rồi anh em ơi. Ba thanh niên bắn nhau hả? Ba team.
Nghe tiếng súng thì ở khu nhà này, nhưng mà chưa biết là ở đâu. À, có tiếng thay đạn. Ok. Hình như là cái ông này ổng ngồi bên thay đạn như này là ngồi, chắc là ngồi ngay chỗ cầu thang anh em ơi. Đang kê cầu thang mình lên này. Đây, quăng cái net IQ thử đi. Chuẩn luôn anh em ơi. Không sai đi đâu được. Noel rồi thì ta chơi máu lên đi. Ngồi cam nhà làm gì không biết. Cái này là cam nhà xong rồi ông Gigi kia chạy lên cái bị chết luôn. Không sai đi đâu được anh em ơi. Nằm một cục ở đây. Ôi x6 rồi, x8 rồi, tùm lum x hết. Super chân chính là đây rồi. Thank you bro. Đủ luôn đồ. Ôi, có xe máy anh em ơi. Ok, bên trên đây. Thanh niên nào chạy xe máy tới đó. Bắn luôn kìa. Cái súng bắn ở trên cao, trên xa đó. Còn ông đi xe máy này là team khác bắn. Làm gì, làm gì. Ok. Ông Trung Quốc xoáy rụng một ông rồi anh em ơi. Vứt xe ở đây hả? Rồi, trên nhà. Cái nhà ý trên nhà làm gì? Ông này làm gì đây? Kê địch lên công hả? Chơi IQ à? Kia rồi, một ông nữa. Nè, đây nè, mình chơi IQ với mấy bạn nè, cho nét lên anh em ơi. Một cái thôi là đi, boom. Xong luôn anh em ơi, quăng không sai đi đâu được. Mình xem thứ có gì nhỉ? Ôi có xe, smoke luôn kìa. À, 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 như vậy có địch anh em ơi. Cái gì ạ? Cái gì ạ? Ở sau mình có tiếng súng, à, nhầm tiếng chân. Người hay là boss đây? À boss anh em ơi. Một con boss này. Một con boss nữa đó. Nó chạy lên trên đầu mình đó. Ơ à, ông kia chạy qua cứu hả? Sao cái con boss này giống người vậy, nhảy cà tưng à. Người hay boss thì mình nói một tiếng đi. Làm gì mà rột rẹt bên trên này hả? Làm không tập trung được. Bắn mất ông bên nha. Chỗ xe đang cứu kìa. Xem thử đi. Nhìn bóng này làm sao đây. Kìa rồi, một bạn chạy này. Chạy đi đâu đây? Nóc là gạt giò luôn anh em ơi. Khỏi bị KS. Ôi, chết chết chết. Chỗ này trống quá anh em ơi. Không đứng được. Chỗ này thì bị khuất tầm nhìn. Không cong nét. Phải tìm cái chỗ nào đẹp đẹp để mình cong nét qua. Chỗ ở sau xe à. Ôi. Trời ơi, cái ông trốn ở trên mấy nhà anh em ơi. À, ngó này. Ông kia ông trốn ở trên cái nhà này. Mà giờ mình không thấy. Tí thì rụng rồi. Này thì trốn nè. Thôi thôi. Hai ba ông bắn một lúc thì ai mà chơi lại. Chơi thì chơi một một thôi. Đừng có chơi hùa như vậy là không có chơi đâu mấy bạn ơi. Tay to nhưng mà không có đủ dũng cảm để chơi một lúc ba ông. Quăng bom lửa chi vậy? Hù mờ nè, bò xuống mà cứu quá hả? Ai cho bạn bò xuống mà cứu? Đứng bên trên đó không chịu. 20 kill rồi. Ông trên nhà. Còn mắt cái ông kia đang trốn ở sau xe à? Ở không nóc hả? Nổ hơi sớm. Pha này phải canh lại anh em ơi. Ok. Thêm một trái nữa này rồi, hết luôn. À, à, quăng nét đỉnh cao là đây. Quăng phát nào chết phát đó luôn. Nóc ông dưới xe rồi. Ông trên nhà chuẩn bị là sẽ chạy xuống cứu. Và mình chuẩn bị tinh thần anh em ơi. Gạt giò cái rộp liền. Chạy đi bạn ơi. Chạy xuống mà cứu đi. Ok, clear rồi anh em ơi. 22 kill. Còn lại 12 ông nữa. Ồ, mới nói xong cái một ông nóc luôn. Còn bắt. Chết luôn một ông anh em ơi. Còn 10 ông. Gì đây? Chấp 2 à? Vẫn chưa có cái ốp cho mình. Có thính luôn, ngon luôn anh em ơi. Tới luôn chứ. Bắn thính gì đâu mà xa vậy mấy bạn. Giấu tí cơ bên này.
Ơ kìa, anh nhìn kìa, đội thính hả? Chạy nè. Đội thính ăn hả? Trời ơi, cái thính mà nó đè lên trên đầu mà không chết anh em ơi. Nhiều khi cái logic game này không hiểu luôn. Nhiều pha thì nó đúng vãi luôn, nhưng mà có những cái pha xử lý của game hắc não IQ anh em ơi, không thể nó mà đọc được. Nghĩ sao cái hộp thính nó to như vậy mà nó đè lên trên đầu. Ông kia đứng lút như thật luôn. Có ốp không nè? Không có ốp à? Ông này đang giữ K98 với M4. Trận này lẽ nào mình bắn không ốp. Thính với Groza anh em ơi. MK với Groza. Vậy thì mình thể lấy Groza đi. Không có ốp chơi trận này rồi. Ok. Lấy cho đủ đạn nữa. Nó đều đều một tí. Khỏi bị thiếu anh em ơi. Rồi. Còn thiếu gì nữa không? Đó, ông này có luôn cái silent Groza cho mình. Rồi đi thôi. 7 ông nữa. 7 ông nữa giết hết là 31 kill à. Ngon. Ủa bên ơi, trường học chung cư này cũng không có ai luôn. Vậy mất ông kia trốn ở chỗ nào ta? Mình đang cố gắng là đi săn người nhưng mà mai giờ tìm không thấy à nha. Giờ đây phải chạy vòng sang bên vô trong bo một tí đi. Hồi nãy ở khu school này nằm giữa bo nhưng mà bây giờ không còn ai luôn. Bây giờ là tìm người không có nha. Mình đi cam thính đi. Thử xem là cái thính đó, vòng bo nhỏ như thế này mà móng kia không ăn nữa thì đi ăn cái thính nào. Ở có chiếc bất ghi luôn. Rồi, người bên cục đá, ok. Thanh niên nào đây, đi lạc hả? Đi lạc hay sao? Trốn cái gì nữa mà trốn? Trốn gì mà trốn hả? Thấy mình tới mà trốn anh em ơi. Chơi vậy là không hay rồi. Thấy địch tới là phải vui lên, hào hứng lên để mình giết chứ. Sao lại cứ trốn qua trái, trốn qua phải rồi trốn qua trái rồi trốn qua phải làm gì? Đó, trời, cái nhà này cam tính hơi bị đẹp anh em ơi. Giờ ước gì mà có cái team 4 nào mà lao tới ăn thính đi. Xong rồi leo lên xem mình xoáy một phát nguyên băng đạn vô đầu. Thử xem mà cảm giác nó như thế nào anh em ơi. Cảm hơi bị lâu rồi mà chưa thấy ai ta. Ồ, có tiếng trăng luôn. Gì vậy, gì vậy? Đâu ra ông nội nào đây? Ơ à, chạy như thật luôn. Kìa rồi. Ôi, ông kia ăn thính đâu nào mà chạy vậy? Vãi, thanh niên ăn thính lẹ vậy. Ơ à, ngó. Cái này thì ngó gì hả? Trời ơi, cái ông bên dưới anh em ơi. Chạy tới xong cái ngồi yên một cục. Ngó mình bắn. Hồi giờ không thấy bắn nhau hay sao mình tới mà ngó vậy bạn ơi. Vô bom mình phải cam lại cái ông thính này đã. Ông thính này là chuẩn bị outbound rồi. Chỗ này được không ta? Hơi xa anh em ơi. Này thì mình không sợ địch bắn. Địch mà ở chỗ khác nó bắn mình thì không sợ. Nhưng mà cam cái ông này hơi khó. Tại vì nhìn ở trên map bây giờ là ngay chỗ ngã ba đó, cái nhà vệ sinh vẫn ở trong bo. Còn sống được một bo nữa anh em ơi. 5 ông nữa thôi. Làm sao? Có chạy bo không nè? Chạy bo đúng không? Chơi khổ máu bạn luôn. Ra đây. Đâu rồi? Trời, ông kia trốn kỹ quá anh em ơi. Có khi nào là chui vô bên trong nhà vệ sinh luôn không ta? Nghi lắm mà nha. Ôi, chỗ này cam đúng đẹp luôn nè. Rồi, kìa 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 kìa. Tưởng chui nhà vệ sinh chứ. Ơ à, vẫn còn một tí trong bo kìa, để mà cho nét qua. Này thì bò. Gì vậy? Ông nào bắn xem mình hả? Bò nè. Đâu rồi? Không chết hả? Ô kìa. Rồi xong luôn. Má, ông nào bắn rồi. Thanh niên nào két. Trời ơi, mất công một ngày trời mình cam công này xong cái thanh niên kia KS mất tiêu luôn. Bực mình rồi nha.
mình phải lên mình đập vô mặt cái thanh niên này cái đã. Đâu rồi, ra đây bạn ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Này thì KS này. KS nè. K với KS. Cây thật sự anh em ơi. Công sức mình dành cả tháng trời. Năm này năm kia đứng cam cái ông kia xong cái mình bắn yếu máu cái cho viên 24 lụm luôn. Chơi vậy ai chơi trời. Ôi, còn ba ông cuối hên quá là thì cũng được là chẳng 30 kill anh em ơi. Chứ mà còn hai ông cuối 29 kill chứ. Ức chế mà nhồi máu cái tim mà đi luôn anh em ơi. Thì mình có xe rồi. Ra mình lấy chiếc búp ghi kia đi. Chứ mà bo mà mình không có xe mình ngu. Công mình nó ngu ngu tù tù lắm anh em ơi. Mình có xe mình di chuyển thích chỗ nào mình chạy tới chỗ đó. Cái gì kìa? Ơ. Làm gì? Lôm khôm vậy bạn. Chạy đi đâu? Cam thính à? Cam thính. Ủa sao bắn trúng ta? Dính bùa ngay mà bắn không trúng nè. Đùa. Ê, ông này đùa cầm AK gắn xe lên bắn từ đó qua đây. Đùa này thì đùa nè. Đùa với tử thần. Biết không sợ súng hả? Lấy chiếc búp ghi anh em ơi. Ôi sợ móc bây giờ quăng sướng anh em ơi. Quăng phát nó rơi xuống đất là nó xì luôn. Còn lúc trước phải đợi 5 giây. Địch nó bắn sắp mặt luôn. Ôi đồng đội anh em ơi. Tên cuối rồi. Hai thanh niên kìa. Đâu đâu dừng ở chỗ nào đây. Ok. Một trái này nhà anh em ơi. Đó gốc cây này. Căng hả? Làm gì căng vậy hai bạn? Ôi Groza mạnh quá anh em ơi. Bật lên xè cái là chết hết. Rồi 30 kill cho trận này. Ok, như vậy là clip mình kết thúc ở đây. Đêm nay chúc mọi người có một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ bên người thân và gia đình bla nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Đừng quên là bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người.